Chào các bạn, tôi là dược sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, giám đốc sản phẩm của Bilora. Chào các bạn, tôi là Nguyễn Thương, chuyên gia tư vấn khoa sinh lý của dược phẩm Bilora. Trong những năm gần đây, tình trạng nam giới bị bệnh viêm và vô hóa tuyến tiền liệt ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Tiểu rắt, tiểu buốt, thường xuyên đau bụng dưới và hai bên mạng sườn khiến bạn khó chịu. Ái ngại vì bệnh làm suy giảm chức năng sinh lý. Bấy nhiêu phiền toái về bệnh đã khiến bạn mệt mỏi không ngừng. Nhiều nam giới thực sự ái ngại về căn bệnh thần kinh này nên khiến tình trạng ngày càng thêm trầm trọng. Tôi biết bạn thường dùng những loại thuốc kháng sinh điều trị, nhưng bạn có biết những loại thuốc này chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn, và việc bạn chữa trị không dứt điểm sẽ làm tần suất cơn đau lặp lại thường xuyên, gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong khi bạn phải chịu đựng rất nhiều mệt mỏi, đau đớn vì viêm và vôi hóa tuyến tiền liệt gây ra, thì đã có rất nhiều người hạ gục được kẻ thù này nhờ giải pháp thực sự hiệu quả và an toàn với bộ đôi thuốc thảo dược Biloro từ Mỹ. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến trang trại dược phẩm tại Canada để khám phá xem bộ đôi thuốc thảo dược Biloro trị viêm và vôi hóa tuyến tiền liệt bao gồm những thành phần nào và áp dụng quy trình sản xuất ưu việt như thế nào nhé. Bộ đôi thuốc thảo dược Biloro trị viêm nhiễm vôi hóa tuyến tiền liệt bao gồm Cranberry Concentrate và Ultimate Protein Sport, được sản xuất bởi tập đoàn Natural Factor, thành lập từ những năm 1950 với gần 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế. Hiện nay đã cho ra mắt hơn hàng ngàn sản phẩm và được bán rộng rãi trên khắp thế giới. Natural Factor hiện đã phân phối rộng khắp ở Mỹ, Canada, Australia và độc quyền tại Bilora. Chỉ riêng ở Bắc Mỹ, chúng tôi có hơn 700.000 mét vuông dùng làm văn phòng, cơ sở sản xuất, phòng thí nghiệm, kho bãi, có hai văn phòng đại diện ở Mỹ và Canada. Chúng tôi tự hào có trang trại dược liệu hữu cơ riêng, các khâu thu hoạch đều dùng tay, văn phòng thí nghiệm hiện đại và mời được các nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thảo dược về hợp tác. Đối với đất trồng thì đây quả là một vị trí đặc biệt. Trang trại của chúng tôi nằm tại thung lũng phù sa giữa hồ Otter và hồ Swan, ngay phía nam thành phố Armstrong, British Columbia. Vùng đất được hình thành trong hàng ngàn thiên niên kỷ bởi vì nước hồ Otter liên tục bị ngập trong thung lũng. Những trượt lục này đã tích tụ một lượng lớn chất hữu cơ lên đất. Điều đáng kinh ngạc ở vùng đất này là có độ sâu 2 mét và phân tầng vôi đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong việc trung hòa được pH của đất. Điều đặc biệt quan trọng để hình thành nên những hộp thuốc có chất lượng tốt đó chính là hạt giống. Kỹ sư của chúng tôi kiểm soát và lựa chọn chặt chẽ dựa theo tiêu chí loài không lai, hạt không biến đổi, gen hữu cơ nhằm đảm bảo cây con khỏe mạnh. Từng sản phẩm của Natural Factor hoàn toàn đảm bảo chất lượng từ giai đoạn gieo trồng đến khi thành phẩm. Hơn 1.000 dược sĩ hàng đầu với thâm niên kinh nghiệm hơn 30 năm được lựa chọn trên toàn thế giới với công nghệ hiện đại hoàn toàn khép kín. Quy trình được kiểm soát khắt khe. Để mang tính khách quan, chúng tôi lựa chọn Azure để chứng nhận sản phẩm của mình. Azure với thiết bị hiện đại, họ thường xuyên có những bản báo cáo về các vi sinh vật biến đổi gen. Họ còn sử dụng phổ khối để kiểm tra hơn 400 loại thuốc trừ sâu, dung môi, kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác. Azure là sự đảm bảo các sản phẩm của Natural Factor không biến đổi gen GMO, an toàn, tinh khiết và có hiệu quả. Tiếp theo, hãy cùng tôi tìm hiểu bộ đôi Biloro được điều chế từ những thành phần nào, cách điều chế có gì khác biệt và giá trị mà nó mang lại đến cho sức khỏe là gì nhé. Bộ đôi thuốc thảo dược Biloro trị viêm nhiễm vôi hóa tuyến tiền liệt là sự kết hợp hoàn hảo giữa 7 loại thảo dược thiên nhiên: Nam Việt Quốc, cây cọ lùn, cây tầm ma, nghệ, mận châu Phi, phấn hoa, đậu tương. Cranberry hay còn được gọi là Nam Việt Quốc có nguồn gốc ở Bắc Mỹ và các tỉnh của Canada. Trong ngày lễ tạ ơn của người Mỹ và người Canada thì Nam Việt Quốc là loại quả không thể thiếu. Cây được trồng ở các đầm lầy và các vùng bị ngập nước. Nam Việt Quốc không phát triển bằng hạt, vì vậy phải áp dụng trồng bằng phương pháp dâm cành. Để trồng được Nam Việt Quốc tốt nhất, chúng tôi chọn tháng 4 dâm cành để cây có thể sinh trưởng trong điều kiện khí hậu và thời tiết thích hợp nhất. Nam Việt Quốc phải được trồng ở các vùng đất có đầy đủ điều kiện như nước, nồng độ pH thấp và cát. Tháng 6 là lúc hoa Nam Việt Quốc nở rộ và có màu hồng sẫm. Khi ông thụ phấn thì quả sẽ bắt đầu hình thành. Vào tháng 9, khi quả bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm thì sẽ tiến hành thu hoạch để cho ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Chúng tôi sử dụng máy cắt quả. Nam Việt Quốc sẽ nổi lên bên trên mặt nước. Các công nhân của Natural Factor sẽ tập trung lại, sau đó hút lên bằng ống dẫn nước. Bước cuối cùng, chúng tôi sẽ chọn ra những quả đáp ứng đầy đủ điều kiện, đem đi rửa sạch và áp dụng vào quy trình sản xuất. Nguyên liệu được đưa vào nhà máy và được chiết xuất không quá 24 giờ. Độ bền flavonoids và proanthocyanidin phụ thuộc rất lớn vào nồng độ dung môi.
nhiệt độ thủy phân và thời gian để hạn chế việc phân giải chất. Thời gian chiết xuất trong 120 phút, nhiệt độ thay đổi từ 80, 90, 100 đến 110 độ C để thu được hàm lượng chất cao nhất từ 95 đến 99%. Hoạt chất flavonoid trong nem Việt Quốc có tác dụng chống lại nấm Candida albicans và một số loại tạp khuẩn, vi khuẩn E. coli. Nhóm proanthocyanidin sẽ giúp khôi phục tuyến tiền liệt và đánh tan nốt vôi hóa, loại bỏ triệu chứng tiểu buốt, tiểu gấp, đau bụng dưới. Cây cọ lùn có tên khoa học là Trienoa ribensmore, có nguồn gốc xuất xứ ở Bắc Mỹ. Người Mỹ bản địa từ xa xưa đã sử dụng cọ lùn để điều trị các vấn đề về bệnh tuyến tiền liệt. Cây được trồng bắt đầu từ hạt giống. Vì cây có lớp vỏ rất cứng nên rất chậm để nảy mầm. Vì vậy chúng tôi sẽ ngâm hạt giống trong nước ấm trong vòng 24 giờ, sau đó đem gieo. Cây được gieo vào mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 4 ở khu vực có đầy đủ ánh nắng mặt trời và một phần bóng râm. Thời tiết phải có nhiệt độ từ 25 đến 97 độ F. Cây cọ lùn phải đạt độ 6 năm thì mới tiến hành thu hoạch. Tôi chỉ thu hái quả và thu hái bằng tay. Sau đó chúng tôi sẽ chiết dầu cọ theo quy trình tách chiết. Tất cả các công đoạn đều được sản xuất khép kín. Quả cọ lùn sau khi được xử lý, cắt lấy hạt, đem đi nghiền trong cối xay lớn. Tiếp theo là chân sấy bột nghiền. Quá trình chân sấy sẽ phá vỡ liên kết tự nhiên giữa phần béo và phần không béo, giúp dầu thoát ra ở dạng tự do dưới tác dụng của nước và nhiệt. Dưới tác dụng của ngoại lực, dầu được tách chiết bằng quá trình ép. Sau đó tiếp tục chiết ly, loại bỏ bã cọ để thu được dầu cọ nguyên chất. Dầu cọ lùn có chứa hoạt chất chính phytosterol để ức chế enzyme fire reduction, giãn cơ trơn tuyến tiền liệt, giúp giảm tình trạng khó tiểu, ngăn sự phân hủy testosterone trong cơ thể nam giới. Nghệ có tên khoa học là Cucuma domestica. Thời vụ trồng thích hợp nhất là vào mùa xuân, khi tiết trời có mưa phùn, đất đủ ẩm thì sẽ tiến hành trồng. Chọn đất phù sa non có độ pH từ 6.5 đến 7 trồng nghệ để có năng suất cao nhất. Đặt củ giống lớp một lớp đất từ 2 tới 5 cm. Sau từ 5 tới 7 ngày, mầm nghệ bắt đầu xuất hiện và trồi lên. Sau khi trồng 1 năm rưỡi, khi thấy nghệ không còn mọc lá non nữa thì lá đã già, đã bắt đầu khô ở mép, ngã màu vàng nhạt thì sẽ tiến hành thu hoạch. Chúng tôi sẽ khơi đất nhẹ nhàng, tránh chạm vào các khóm cũ gây chảy xước bầm dập. Sau đó nhấc cả bụi cây, cắt bỏ thân lá, rửa sạch đất. Trong nghệ có chứa hoạt chất curcumin sẽ ức chế và tiêu diệt các tế bào đột biến gây ung thư, có tác dụng kháng viêm và điều trị viêm nhiễm tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, hợp chất curcumin rất khó để cơ thể hấp thụ lại chuyển hóa nhanh, nên tập đoàn Natural Factor đã sử dụng công nghệ nano curcumin kết hợp với công nghệ ly tâm và bao phủ bề mặt bằng lớp phospholipid để tạo nên các phân tử curcumin siêu nhỏ có kích thước từ 30 nanomet đến 100 nanomet, giúp cải thiện độ hấp thu lên đến 300 lần so với curcumin thông thường. Tầm ma có tên khoa học là Urticaceae, là loài cây thân thảo, mép có răng cưa, trên lá và thân có lông gai, khi chạm vào sẽ gây đau rát và ngứa. Cây có chiều cao khoảng 1-2 mét. Cây thích hợp trồng vào mùa xuân trong môi trường ẩm ướt, gieo hạt giống tầm ma nhẹ nhàng, che phủ 1/4 in đất, hạt sẽ nảy mầm sau khoảng 14 ngày. Lá cây tầm ma sẵn sàng để thu hoạch sau khoảng 90 ngày. Tập đoàn Natural Factor sẽ thu hoạch trong tuần đầu tiên của mùa xuân, khi lá còn non, để đảm bảo dược tính của thuốc, chứ không để cây ra hoa rồi mới thu hoạch. Hái lá thường vào buổi sáng sớm từ 5 giờ đến 7 giờ để đảm bảo độ tươi không bị héo. Thu về bỏ những lá hỏng nát, sau đó mang vào rửa sạch và sản xuất. Lá cây tầm ma có chứa hoạt chất flavonoid sẽ tác động đến hormone của nam giới, vì vậy có tác dụng điều trị hiệu quả viêm, vôi hóa tuyến tiền liệt, giúp ngăn chặn sự sinh trưởng và lắng cặn của vi khuẩn. Tuy nhiên, qua quá trình sản xuất thì flavonoid sẽ bị phân hủy, vì vậy chúng tôi sẽ lấy nguyên liệu đem hòa chung với dung môi dưới nhiệt độ âm 20 độ C sẽ giúp dược tính flavonoid được bảo toàn. Mận châu Âu có tên khoa học là Vorenus domestica. Thông thường, mận châu Âu là cây bụi lớn, có gai, hoa màu trắng, quả có vị ngọt. Cây thích hợp trồng trong môi trường đất sét, có khả năng thoát nước tốt và đất axit trung tính có độ pH từ 6 đến 6.5. Natural Factor trồng mận bằng hạt giống, hạt nảy mầm khá chậm, vì vậy chúng tôi phải phân tầng lạnh 3 tháng và mất 18 tháng mới có thể nảy mầm. Vào tháng 4, hoa bắt đầu nở, vì là cây lưỡng tính nên tự thụ phấn. Đến tháng 10, khi quả bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm thì sẽ tiến hành thu hoạch. Khi thu hái phải thật nhẹ tay để tránh dập nát quả. Tập đoàn Natural Factor áp dụng phương pháp chiết xuất hiện đại có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp truyền thống thông qua một số tiêu chí như hàm lượng hoạt chất được chiết xuất cao hơn, loại bỏ tạp chất, thời gian chiết xuất rút ngắn hơn, hiệu quả sử dụng sản phẩm đạt cao hơn. Dịch chiết quả mận châu Âu có chứa nhóm phytosterol giúp điều trị bệnh tuyến tiền liệt, phục hồi chức năng của tuyến tiền liệt. Ferulic acid sẽ giúp ổn định dòng tiểu. Lúa mạch đen còn được gọi là hắc mạch, có nguồn gốc ở Tây Nam châu Á, được trồng ở các tiểu bang của Hoa Kỳ. Để trồng được một nông trại lúa mạch đen, đầu tiên phải tiến hành ngâm ủ hạt giống trong vòng 2 tuần và sau
sau 3 tháng gieo trồng thì hạt sẽ nảy mầm lên mạ non. Lúa mạch đen thích hợp trồng trong môi trường thoát nước tốt và đầy đủ ánh sáng mặt trời. Vào mùa hè, khi lúa ra hoa thì sẽ tiến hành thu hoạch. Trong thời gian lúa ngậm đồng, đây là giai đoạn có lượng phấn hoa nhiều nhất, cần phải thu hoạch trong vòng 10 ngày để tránh bị thất thoát. Và sau khi thu hoạch cần phải đưa vào sản xuất ngay để thành phần dược tính không bị ảnh hưởng bởi không khí và nhiệt độ bên ngoài. Phấn hoa trong lúa mạch đen giúp ức chế các tế bào ung thư của tuyến tiền liệt, cải thiện tốc độ dòng chảy nước tiểu. Beta-sitosterol là hợp chất sáp tự nhiên được tìm thấy trong nhiều loài thực vật. Tập đoàn Nutrivector chọn chiết xuất beta-sitosterol từ cây đậu tương vì nó có tác dụng rất tốt cho sức khỏe của tuyến tiền liệt. Đậu tương có tên khoa học là glycemat, là loài bản địa Đông Á. Loài này giàu hàm lượng chất đạm và protein, thời gian sinh trưởng ngắn từ 70 đến 80 ngày. Tuy đậu tương khá phổ biến nhưng chúng tôi lại không nhập khẩu bởi vì trang trại của Nutrivector có thành phần cơ giới đất trung bình, tơi xốp, dễ thoát nước, có độ pH từ 6 đến 7 để đậu tương sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Vì là cây dược liệu nên kỹ thuật trồng đậu tương được chúng tôi trồng theo công nghệ gieo trồng trực tiếp, không sử dụng thuốc trừ sâu mà thay vào đó là áp dụng quy trình chăm sóc tỉ mỉ để vẫn đảm bảo được cây đậu có chất lượng tốt, hàm lượng dinh dưỡng cao, chọn lựa những quả chín để đảm bảo chất lượng dược phẩm tốt nhất. Đậu được thu hoạch vào lúc nắng ráo, hạt đậu phải trải qua khâu chọn lọc kỹ để loại bỏ tạp chất, những hạt lép. Nutrivector chiết xuất beta-sitosterol từ đậu tương phải trải qua rất nhiều giai đoạn phức tạp. Chúng tôi sử dụng phương pháp dung môi để lấy các chất tan ra khỏi các mô thực vật. Đầu tiên, hàm lượng nước trong đậu được tách bằng cách làm khô chân không ở nhiệt độ 80 độ C, tạo ra ethanol và nước có tỷ lệ 80-20. Đây là tỷ lệ tách chiết tốt nhất. Hỗn hợp này được đun nóng lên đến nhiệt độ 50 độ C thì sẽ tăng tốc độ phản ứng và tạo ra axit béo tự do, ester axit béo tự do, testosterone tự do, tannin tự do và các phân tử nhỏ khác như axit ferulic. Sau đó sử dụng môi trường pH từ 2 đến 4 để chưng cất hỗn hợp sản phẩm nhằm loại hết các hoạt chất khác, chỉ thu về beta-sitosterol. Beta-sitosterol trong cây đậu tương có công dụng khôi phục chức năng tuyến tiền liệt, có tác dụng kháng viêm, ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Điểm khác biệt lớn nhất so với các sản phẩm khác đó là bộ đôi Biloro được Nutrivector đã sản xuất dược phẩm theo quy trình và tiêu chuẩn của Mỹ. Tất cả các nguyên liệu từ kho đưa đến nhà sản xuất đều phải qua quá trình sơ chế, làm sạch, loại bỏ vi khuẩn. Thảo dược được xử lý bằng khí nitơ hóa lỏng, cho tất cả các nguyên liệu vào máy nghiền. Nhiệt độ của quá trình nghiền cryogen là -196 độ C và được giữ trong môi trường vô trùng nghiêm ngặt. Lưu ý, thảo dược phải được nghiền ở kích thước quy định vì nếu chênh lệch nhau 0,1 micromet thì sẽ hấp thụ vào cơ thể rất ít. Tất cả các thành phần thảo dược sẽ được nhào trộn một cách cẩn thận theo đúng tỷ lệ mà các chuyên gia và dược sĩ hàng đầu tại Mỹ nghiên cứu. Sau khi nhào trộn xong không nên để ngoài không khí quá lâu bởi vì hỗn hợp thuốc thảo dược còn được bảo quản trong điều kiện nhất định. Vì vậy phải thật nhanh chóng đưa qua băng truyền để vào viên nang. Chất lượng của từng viên thuốc thảo dược sẽ được kiểm tra bằng phương pháp thủ công, hình dạng được kiểm tra kỹ càng, đồng nhất về kích thước. Băng truyền đưa từng viên thuốc thảo dược đã được kiểm tra vào từng hộp do tập đoàn Nutrivector thiết kế riêng. Sau khi tập đoàn Nutrivector sản xuất ra bộ đôi thuốc thảo dược thì sẽ được kiểm định chứng nhận của Bộ Y tế. Bộ Y tế kiểm duyệt và cấp phép lưu hành. Khi bộ đôi thuốc thảo dược đáp ứng đầy đủ chuẩn mực vệ sinh, nguyên liệu và máy móc đạt tiêu chuẩn, bạn thấy đấy, tất cả vùng trồng dược liệu đều trải qua thời gian canh tác lâu, gieo trồng và thu hoạch phải theo mùa. Chính vì thế, bộ đôi thuốc thảo dược Biloro luôn trong tình trạng rất khan hiếm. Mỗi năm, tập đoàn Nutrivector chỉ cho ra đời 5.000 bộ để lưu hành và điều trị cho toàn thế giới. Chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ hài lòng về bộ đôi thuốc thảo dược Biloro. Hãy gọi vào số điện thoại 0909 400 649 hoặc 0962 158 661 để biết thêm thông tin chi tiết. Biloro mời bạn truy cập website quendibanttuyentiềnliệt.com, youtube.com/Biloro hoặc đến tận địa chỉ nhà thuốc số 32 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hy vọng qua video này, Biloro đã giúp cho nhiều nam giới tìm ra phương pháp điều trị thích hợp, lấy lại phong độ và không còn bị căn bệnh này ảnh hưởng đến cuộc sống. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn nút like và đăng ký Biloro để xem nhiều hơn nhé. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Biloro tiêu diệt vi khuẩn, đánh tan vi hóa tuyến tiền liệt.